Prinit ơi, mấy đứa phải này đi. Này nãy kinh đồ cost à? Khá tiền hấp bông này thật không? Thì phải cái cá súc bán theo với. Ở đó hàng kia thì thả. Nghe nó cran, sorry, cái thằng đó. Ở đó nó cay hàng cái nó. Ê, có, xem cái quá giờ nó. Ê, còn ai đi? Sao phải này đâu? Mày. Thank you.